Em Bình Minh mời các bác hãy đeo tai nghe và thưởng thức chất âm thật sự luôn. À, trong cái lô súp mà em về đợt này thì em nghĩ đây là quả súp hay nhất trong phân khúc súp, tiếng phê lắm, mềm, một dòng súp đến từ thiệu Tây Ban Nha. Cái dòng này thì anh em thị trường đã bán rồi, nhưng điều quan trọng em bán mức giá cực kỳ tốt. Chip Lê Honda đấy, Chip Lê Honda Sprint anh nhá, Sprint đấy. Cái dòng này thiết kế như dòng Amate các bạn, nghĩa là cái căng của nó thiết kế như dòng Amate, cũng Sprint luôn, nhưng mà bản thân là một Amate khác và Chip Lê Honda thì màu đen khác đấy. Rất đẹp luôn, quả súp rất đẹp, mình Minh cũng chưa tốt tát gì đâu, quay luôn và mời các bác hãy đeo tai nghe thưởng thức chất âm luôn. Đánh độ phủ quả này nhá em, anh em mà đánh sự kiện ở nhỏ ấy, chơi hai quả này tuyệt vời luôn. Cái dòng này ấy, cái tiếng bát nó sâu lắm, nó mềm sâu, độ phủ đi xa. Và mời các bác hãy đeo tai nghe và thử cái chiếc âm cho anh đoạn nào. Wow, thấy chưa? Các bác thông cảm em chỉ tép lúc thôi nhá, vì con đây là trẻ nhỏ. Bác đánh cả khu vực mái nhà xung quanh đây rung hết. Cái màng dòng này ấy, nó rất là dày, màng nó dư GB nhưng đánh rất là dày luôn, chắc tiếng. Cảm ơn Minh nha, em chỉ test một đoạn ngắn thôi vì xung quanh đây là có trẻ nhỏ không biết thì cũng gần sát nhà dân nên em chỉ test đoạn ngắn để bác cùng nghe thôi. Đã đủ để bác cùng nghe rồi. Và từ cái màng nó nhảy đấy, và bắt đầu em sẽ quay phân tích chi tiết đến dòng súp này. Trước khi phân tích chi tiết thì em cũng thay luôn. Vì đây là hàng xuất Âu, không nhá. Đây là phiên bản hàng xuất Âu. Không nhá, hàng xuất Âu. Lên. Nó thiết kế nó rất là đẹp, từ đây thử cái thùng quét này, nó CNC trên đây. Chip Lê Honda. Và cái thứ hai nữa có hộc cắm đây nhá. Đấy, hai tay nắm hai bên. Và cái điều quan trọng cái driver dòng này ấy, trước đây các bác mua loa các bác chỉ sử dụng cái bass reduction hay chép reduction, nó chỉ sử dụng trên bass 30 hay bass 25 thôi. Nhưng riêng ngày hôm nay các bác sử dụng cho mình driver là bass sub 50 sử dụng bass reduction. Đấy, có lưu ý cho em. Đây xem thông số. Lật cho anh em thấy. Mấy cái vết này về nó mới chạm nhau hơi sức nhẹ thì anh em lấy thì em sẽ tuốt tát nhá. Đây là mấy cái vết này em quay mộc luôn, có thế nào quay ở đấy. Đấy. Chip Lê Honda Top City đấy. Đấy đúng con này nó bị mờ mất cái chữ này. Em dựng cho anh và béo nhấc anh con kia lên để xem thông số nào. Thôi đặt xuống, em cài căng vào đi. Cài căng vào thằng đấy. Dựng anh con này lên để nhấc cái nơi này lên. Về có ít thôi, 2, 4, 6, 8 quả, chả nhiều. 8 quả cho những bạn đam mê, quả này thiết kế gọn ghê đấy nhá. Thiết kế rất gọn. Chỗ toàn bị quệt tay vào đây nó bị... Được nhá. Súp 50 nhưng là 800W các bạn lấy nhá. 800W ở lỗi, ở 8 ohm. Được nhá. 800W ở 8 ohm, công suất rất lớn luôn. Vì sao em nói là cái trong lúc xuống này về cái quả này đánh rất là hay luôn nhá. Quả này đánh cực kỳ hay luôn. Đánh hay, nó bề mềm, sâu. Đấy, thôi bắt một con thôi. Để anh còn phân tích, anh quay hết. Lô xuống này tổng lô về rất là đẹp luôn. Design Developer in Sprint luôn nhá. Đồng xúc và cái này với Amate nó tự tựa nhau. Thì báo giá luôn, cả lô xuống này về tất cả này em bán đều đồng giá là 6 triệu đồng một quả. Quả này vậy, giá riêng quả này giá 6 triệu cứng. Không, giá trên chào bán tại cửa hàng, không bớt thêm nữa nhá. B3 các thứ không ăn được quả này đâu. Quả em bao hay hơn những cái quả súp mà tầm trước đây Hiếu Minh bán. B3 mới biết không ăn được quả này, hay DK không ăn được dòng này đâu. Thì bác nhìn nó chất từ đây, bác nhìn này. Lật anh từng cái bát lên cái. Bén lật lên. Rồi, máy tắt luôn. Lên. Ok. Tiếp theo đi. Ok. Đẹp hết nhiều nhá. Ok, có 8 quả cây hết cả 8 luôn. Ok. Quả cuối cùng đây. Cái vết này nó là hơi bụi tí thôi, tí nâu rồi hết các bác nhá. Cái dòng này đặc thù cái màng nó em biết miêu tả làm sao nhỉ. Cái màng dòng này là nó thiết kế nó giống như màng của JB nhưng nó dày hơn một chút. Đánh
nó dày hơn vì là nó đang cái công suất nó lớn hơn. Và cái này là dưỡng này, dưỡng là dưỡng, nó dưỡng khác với những dòng khác là dưỡng nhá, nó dưỡng sau các nhá, dưỡng sau. Và cái điều quan trọng cái từ xịn bao nhỉ, từ xịn bao, nhìn thường những cái từ xịn ấy thì cái độ óng ánh nó sạch này, sáng bóng luôn. Bắt vào lắp vào dần đi, lắp vào dần đi, nhân kịp hàng về tiếp, chuẩn bị em về thêm 30 con đẩy Martin nữa. Quay luôn cho anh em luôn. Một người rơi đỡ cho anh. Béo béo rơi đỡ cho anh này, béo ơi. Đỡ cho anh nhấc anh từ lên mình, anh nhấc không sao được. Gông sử dụng là 2, 4, 6, 8 gông. Đó nhá. 8 xương chéo. Úp lại, úp lại, úp lại, úp lại, úp lại. Đấy, đây. Nó mã màng này bác này. Mã CD này, SP14 này. Đấy. Để phần dâu. Bờ lật ngửa lên, lật ngửa khéo, lật khéo vào. Đấy, ok, đính phanh phân tích. Tại sao về cái dòng này tiếng bát nó sâu vậy thì bác nhìn vào đây ạ. Vì cái bích từ nó quá dày các bạn, nó dày lắm. Dày nhất trong phân khúc từ mà hiện tại trong lô xúc này em về hàng. Nó quá dày và nó sáng loạn, nó dùng từ xịn nó sáng loạn không nhá. Nó cắt rất ngọt. Đây, cái bánh về màu này. Cái nhíp ánh của nó này. Nhíp tuyến rất đẹp. Nó sáng loạn, bình thường bác mua trên những dòng loa thông thường ấy, nó cũng là cái bích này chẳng hạn, nhưng nó nhìn nó dại dại, nó nhìn nó sờn. Thì đây là cái sụp của bát Sennheiser bát 50. Phải nói là tuyệt vời luôn. Cổ côn kia nhá, nó sử dụng này bác nhìn này. Bác nhìn chưa, tại sao em phân tích nó dày. Và nó và dày và nó chất bác nhìn này. Keo từ trên này, keo từ dưới này, keo từ trong bác nhìn chưa. Nghĩa là nó cũng sử dụng đến về cơ bản, nó chính ra là 3 lớp từ, nó chính xác như thế, 3 lớp từ. Đấy, côn trong thì sử dụng là côn sữa nhá. Côn sữa nhá, nhện đen. Nhện đen sử dụng trên cái loa cao cấp thôi. Và những dòng sụp bát của Mỹ này thì nó mới chất này. Thương hiệu là sự thương hiệu của Tây Ban Nha. Nhưng cục bát này là cục bát của Mỹ nhá. Galaxon. Galaxon. Mã model nó T587A. Chơi 18. Đấy, ở 8 ôm. 50, bát 50. GF này. Đây đến keo này, bác nhìn keo. Keo đỏ, đánh dấu này. Zin đẹp nhá. Cả lô về đẹp hết, zin hết cô nhá. Zoom lên cho anh em nhìn luôn. Bát đây. Đẹp lắm. Một đẹp, nó có gì đó rất độc đáo của trong bát này. Có đặc điểm nó độc đáo là cái màng nó có cái màu nó độc đáo lắm. Màng sợi rất đẹp. Và bên trong bông tiêu âm thì rất nhiều bông tiêu âm cô nhá. Dòng súng này thì có rất nhiều bông tiêu âm. Có thể thấy đây bông tiêu âm này là chạy dài. Dài không nhá. Đấy. Chạy dài. Nghe nó bạc đây, bạc theo thời gian rồi. Chạy xung quanh hết, tương đương một cái chăn vào đây. Nhờ nguyên một cái chăn bông rồi vào đây, cho chính xác hơn, nguyên một cái chân ruột chăn vào đây. Chạy dài, phủ kín hết nên tính bạc nó ra nó sâu vậy. Đầu của nó sẽ đầu trắng bạc nhá. Đầu dây này, đầu dây trắng bạc này. Đấy. Chúng em kết nhất là sử dụng là cái bát Kedison. Dụng của bát Kedison của Mỹ. Tiếng bát rất hay. Hay bởi nó cái từ ấy, từ xịn mà nhìn nó sáng này. Dùng bao năm rồi nó vẫn sáng loạn này. Sáng loạn nhá. Quay sát cho bác luôn này, sáng loạn này, cái từ sáng loạn. Kedison. Kedison. Tổng chúng mình có 8 quả thôi. 8 quả là anh em mà chơi cái đôi này mà đợt chơi được kéo. Chơi sân vườn thì hết nước, hết ý luôn. Nó đánh như quả Amite của Tây Ban Nha luôn. Nó về cái bản nó là một. Trong này thì thiết kế là để nằm cũng được, để bác để ngang cũng được, hay đứng cũng được, nó như nhau. Đo cái thước cái, có thước không ạ? Quên không đo cái thước. Giá 6 triệu đồng một quả thôi nhá. 6 triệu đồng, thì thước đây. Đây anh em đo cái thước này. Bao nhiêu? 67 rưỡi. Bề sâu là 67 các bác nhá. 67, rồi bề ngang ạ. Bề ngang là 56 các bác nhá. 56 rồi, bề cao. Bề cao là 69 các nhá. Đấy, tính 3 chiều anh em thích để kiểu nào cũng được, để nằm cũng được, giống như quả Amate cũng được. Hay để đứng được, thế nào cũng được. Thì dòng này nó đa nhiệm, đa năng. Đấy. Chip lên Honda. Đấy. Như cái tên này giống như tên của người Nhật. Rất đẹp luôn, thiết kế như hai núm đồng tiền hai bên, cái căng rất đẹp,
rất là dày. Mình quay trực tiếp tại cơ sở Yumi Auto. Tổng lô này có 8 quả. Thế tổng lô là hôm qua mới cả chỗ hôm qua là tổng cộng là 36 quả thì hôm nay em đóng nhiều đơn đi ghê. Thế anh em có nhu cầu mua sắm những quả súc chất lượng cao thì nhanh tay liên hệ đơn vị Yumi Auto nhá. Và xin chân ái chào tạm biệt bác nhá.